Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Iran công bố hình ảnh tên lửa, Israel tuyên bố sẵn sàng cho mọi tình huống. Ai Cập và Mỹ kêu gọi ngăn chặn leo thang quân sự ở Gaza. Nga lần đầu sử dụng hệ thống Panzer bắn hạ tên lửa Storm Shadow ở Ukraine. Ukraine thúc giục EU áp lệnh cấm bay với công dân Nga và Belarus. Ukraine đổi chiến thuật săn lùng sát thủ bầu trời của Nga. Bây giờ là tin chi tiết. Truyền thông nhà nước Iran vừa đăng hình ảnh những tên lửa mà họ tuyên bố có thể tấn công Israel, đồng thời thề sẽ trả thù cho 7 sĩ quan của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo thiệt mạng trong cuộc không kích vào đại sứ quán ở Syria mà Tehran cáo buộc Israel gây ra. Ngày 7 tháng 4, một cố vấn của nhà lãnh đạo tối cao Iran có vẻ dọa sẽ có một cuộc tấn công vào đại sứ quán Israel để đáp trả vụ tấn công vào tòa nhà của đại sứ quán Iran. Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Yahya Rasim Savavi, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei cho biết, các đại sứ quán của Israel không còn an toàn nữa. ISNA cũng đăng hình ảnh 9 loại tên lửa của Iran có khả năng tấn công Israel. Cùng ngày, thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran. Phát biểu được đưa ra sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Gallant với người đứng đầu Tổng cục tác chiến của lực lượng phòng vệ Israel, Thiếu tướng Oded Basiuk, và người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự, Thiếu tướng Aharon Haliva. Cả Iran và lực lượng Hezbollah ở Liban đều thề sẽ trả thù. Một trong những người thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Damascus là tướng Mohammed Reza Zahedi, người được cho là phụ trách các hoạt động của lực lượng vệ binh cách mạng Iran ở Syria và Liban. Do đó, ông là chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng Iran ở hai nước. Các kịch bản được lực lượng phòng vệ Israel được cho là đang chuẩn bị, bao gồm khả năng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ các nhóm thân Iran ở Liban, Syria, Iraq và Yemen, hoặc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp từ Iran. Các quan chức Israel tin rằng hệ thống phòng không có thể ứng phó được mối đe dọa như vậy. Từ ngày 4 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel không cho phép toàn bộ binh lính nghỉ phép, dù không đưa ra cảnh báo đặc biệt nào với công chúng. Iran được cho là cũng đang đặt lực lượng quân sự của mình trong tình trạng cảnh giác cao độ để đề phòng nguy cơ bị tấn công. Báo New York Times dẫn lời hai quan chức Iran cho biết, Tehran quyết định sẽ tấn công trực tiếp vào Israel để răn đe. Trong khi đó, theo một quan chức Mỹ cho biết, Washington đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho nguy cơ Iran có thể tấn công vào tài sản của Israel hoặc Mỹ ở khu vực. Tổng thống Ai Cập và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns đang ở thăm Cairo đã thảo luận về những nỗ lực mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải Gaza, giữa lúc cuộc xung đột kéo dài 6 tháng qua giữa Israel và lực lượng Hamas đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo hết sức nghiêm trọng tại giải đất ven địa Trung Hải của Palestine. Theo tuyên bố của phủ Tổng thống Ai Cập, trong cuộc gặp ở Cairo ngày 7 tháng 4, ông Abdel Fattah el-Sisi và ông William Burns đã điểm lại những nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang quân sự ở Gaza. Tổng thống el-Sisi kêu gọi các nỗ lực phối hợp của cộng đồng quốc tế nhằm gây áp lực để cung cấp ngay lập tức viện trợ nhân đạo cần thiết tới tất cả các khu vực ở Gaza. Nhà lãnh đạo Ai Cập và giám đốc CIA cũng nhấn mạnh tính cấp thiết của việc bảo vệ dân thường và tránh bất kỳ sự leo thang nào tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza, đồng thời bác bỏ mọi kế hoạch cưỡng ép di rời người Palestine ra khỏi lãnh thổ của họ. Ông el-Sisi cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng của tình trạng leo thang xung đột đối với hòa bình và ổn định trong khu vực khi cuộc xung đột ở Gaza bước sang tháng thứ 7.
Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy một giải pháp công bằng cho sự nghiệp chính nghĩa của người Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Ai Cập hiện đang đăng cai tổ chức vòng đàm phán mới nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân giữa Israel và Hamas. Các cuộc đàm phán có sự tham dự của ông Burns, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, David Barnea, cũng như các nhà đàm phán từ Ai Cập và Qatar. Một phái đoàn của Hamas được cho là đã đến Cairo ngày 7 tháng 4 để tham gia tiến trình đàm phán. Ai Cập và Qatar đã làm trung gian một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần hồi cuối tháng 11 năm 2023. Theo đó, thì Hamas đã phóng thích hơn 100 người Israel để đổi lấy 240 phụ nữ và trẻ em Palestine bị phía Israel giam giữ. Tuy nhiên, các vòng đàm phán sau đó về việc ngừng bắn và trao đổi con tin đã không đạt được tiến triển. Cuộc xung đột Gaza kéo dài 6 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 33.000 người Palestine, trong đó hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và khiến gần 76.000 người khác bị thương. Lần đầu tiên được sử dụng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzermeer đã bắn hạ tên lửa Storm Shadow mà phương Tây cung cấp cho Kiev. Ông Oleg Ryazantsev, giám đốc điều hành hai Precision System thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga tuyên bố, lực lượng nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzermeer trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt và bắn hạ được tên lửa Storm Shadow. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzermeer đã bắn hạ tên lửa Storm Shadow. Nói cách khác, Nga đã lần đầu tiên sử dụng thành công hiệu quả hệ thống Panzermeer. Ông Ryazantsev nói với đài truyền hình Zvezda của Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, thì tàu duy nhất của hạm đội Biển Đen được trang bị tổ hợp Panzermeer là tàu tên lửa cỡ nhỏ Cyclon thuộc đề án 22.800, tên lửa hành trình Storm Shadow, do Anh và Pháp cùng phát triển. Các mẫu khác nhau của hệ thống này có tầm bắn từ 250 km đến 560 km. Mẫu viện trợ cho Ukraine thì có tầm bắn dưới 250 km. Hệ thống phòng không trên tàu hải quân Panzermeer được cho là không chênh lệch nhiều so với các phiên bản mặt đất Panzer S1 về tính năng kỹ thuật. Panzermeer là giải pháp thay thế các tổ hợp phòng không Kastan và Panma trên nhiều chiến hạm của Hải quân Nga, cũng như trang bị cho các tàu chiến xuất khẩu. Panzermeer hiệu quả hơn ở chỗ giao chiến được cùng lúc với nhiều mục tiêu, có độ cơ động cao và tầm xa hơn nhiều. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal tiết lộ, Kiev đang có kế hoạch thúc giục Liên minh châu Âu-EU đóng cửa không phận đối với các công dân Nga và Belarus, nước đồng minh của Moscow. Hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn lời ông Shmyhal phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần trước. Ý tưởng của chúng tôi là các doanh nghiệp và du khách Nga không thể thoải mái sử dụng không phận của EU. Chúng tôi đã thảo luận với các đối tác về việc đóng cửa quá cảnh đối với bất kỳ chuyến bay nào đến và đi từ Nga. Theo Thủ tướng Ukraine, Kiev hy vọng biện pháp mới sẽ làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga và gây bất tiện cho du khách của nước này. Đài RT đưa tin, sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, chính phủ các nước Mỹ, Anh, Canada và EU đã cấm các chuyến bay của Nga di chuyển qua không phận của họ. EU, Mỹ và các đồng minh khác của Ukraine cũng áp đặt những biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế khả năng của các hãng hàng không Nga trong việc mua mới máy bay phản lực và phụ tùng cho các máy bay đã mua của phương Tây. Để trả đũa, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ra lệnh cấm cửa các chuyến bay của Mỹ và những nước đồng minh khác của Ukraine. Theo Sputnik, các hãng hàng không của Mỹ đã bắt đầu chiến dịch vận động hành lang các nhà lập pháp trên đồi Capitol nhằm khắc phục tổn thất lớn trong kinh doanh trước các đối thủ nước ngoài có khả năng vận chuyển hành khách giữa Mỹ và châu Á nhanh hơn và rẻ hơn. Thừa nhận không thể bắn hạ nhiều tiêm kích Sukhoi để ngăn Nga thả cả trăm quả bom lượn mỗi ngày, Ukraine đang thay đổi chiến thuật, đó là phá hủy các máy bay ném bom của đối phương khi chúng ở trên mặt đất.
lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ rất nhiều chiến đấu cơ của Nga vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3, hầu hết ở phía đông. Theo những tuyên bố này, các vụ bắn hạ bao gồm 11 tiêm kích Su-34, 2 tiêm kích Su-35 và một máy bay radar Beriev A-50 hiếm hoi. Tuy nhiên, nếu những tổn thất cực lớn về chiến đấu cơ và lực lượng có thể ngăn cản lực lượng không quân Nga, thì điều này cũng không duy trì được lâu. Vì thế, hiện nay Ukraine đang thử một vài điều khác biệt. Đó là họ nhắm vào khoảng 200 chiếc Sukhoi còn lại trên mặt đất tại một trong những căn cứ lớn nhất của Nga. Đêm 4 tháng 4, rạng sáng ngày 5 tháng 4, các UAV mang chất nổ đã tràn vào căn cứ không quân Nga ở Morozovsk, cách tiền tuyến phía đông Ukraine hơn 300 km. Các video ghi lại hình ảnh xung quanh căn cứ cho thấy các UAV lao vút qua và sau đó hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển căn cứ đặt trụ sở của Trung đoàn Hàng không Máy bay Ném Bom 559. Vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, có tới 26 tiêm kích Su-34 2 chỗ ngồi cũng như 3 tiêm kích 1 chỗ ngồi dường như là Su-35 đang đỗ trên sân. Kiev tuyên bố đã phá hủy 6 chiến đấu cơ của Nga nhưng hiện chưa thể xác nhận tuyên bố đó. Hình ảnh vệ tinh có độ phân giải thấp của Morozovsk ngày 5 tháng 4 không thuyết phục. Tuy nhiên, liệu Ukraine có phá hủy bất kỳ chiếc Sukhoi nào hay không và họ đã phá hủy bao nhiêu chiếc vẫn là vấn đề quan trọng. Ukraine đang triển khai các hệ thống tấn công sâu tốt nhất cũng như nhiều UAV tầm xa tự chế để tấn công các phương tiện quan trọng nhất của Nga, trong đó có các máy bay chiến đấu ném bom Sukhoi. Đây là một phần quan trọng trong chiến dịch mở rộng các cuộc tấn công UAV vào sâu trong biên giới Nga. Một chiến dịch đã được tiến hành nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong đó có cuộc tấn công đặc biệt kịch tính do một máy bay thể thao robot chứa chất nổ nhằm vào một nhà máy sản xuất UAV của Nga. Việc Sukhoi đứng đầu danh sách các mục tiêu tiềm năng là điều hợp lý. Hiện nay, những chiếc Su-34 đang triển khai bom lượn dẫn đường chính xác KAB, vốn là vũ khí quyết định trong chiến dịch quân sự kéo dài 26 tháng qua của Nga ở Ukraine. Được thả từ khoảng cách 40 km hoặc hơn, những quả bom này có thể phá hủy hoàn toàn mọi vị trí, Igor Sugar, một người lính thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine nói. Vào đỉnh điểm trận giao tranh giành thành phố Avdiivka ở phía đông vào giữa tháng 2, quân đội Nga đã triển khai 250 quả bom lượn KAB chỉ trong 2 ngày, khiến các lực lượng của Ukraine không thể phòng thủ và buộc phải rút lui. Vào thời điểm Avdiivka thất thủ, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Washington cảnh báo, chiến dịch ném bom lượn thành phố này có thể báo trước sự thay đổi trong các hoạt động của Nga ở những nơi khác dọc tiền tuyến. Su-34 hiện đang thả tới 100 quả bom lượn KAB mỗi ngày và tập trung ném bom vào những khu vực Nga sẽ nhắm tới tiếp theo. Để ngăn chặn chiến dịch ném bom lượn này của Moscow, lực lượng không quân Ukraine đã gặp phải rủi ro lớn. Sau khi Avdiivka thất thủ, không quân nước này đã triển khai một trong ba tổ hợp phòng không Patriot, hệ thống tốt nhất của họ, chỉ cách phía đông 32 km. Từ đây, các tên lửa sử dụng cho Patriot có tầm hoạt động 144 km có thể tiếp cận Sukhoi khi chúng xếp hàng thực hiện việc ném bom nằm sau giới tuyến hàng chục km. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tổ hợp Patriot di động này có thể bắn hạ hầu hết trong số 13 tiêm kích Sukhoi trong vòng 13 ngày từ ngày 19 tháng 2. Dù vậy, đây là một công việc nguy hiểm với các lực lượng của Ukraine. Ngày 9 tháng 3, rủi ro đã ập đến với họ. Một UAV của Nga phát hiện ra một đội Patriot đang di chuyển gần Porovsk. Tên lửa Iskander của Nga sau đó lao xuống, làm nổ tung ít nhất 2 bệ phóng Patriot quý giá và khiến một số binh lính tử trận. Giữa bối cảnh Mỹ cùng với Đức là nguồn cung cấp chính tên lửa Patriot cho Ukraine, cũng như xét đến việc gói hỗ trợ của Washington cho Kiev vẫn bế tắc tại Quốc hội. Rõ ràng, Ukraine không thể mạo hiểm tiếp tục đưa Patriot tới gần tiền tuyến. Vì vậy, lực lượng phòng không Ukraine còn sống sót đã rút lui và các lực lượng Nga tiếp tục chiến dịch ném bom lượn không ngừng nghỉ. Thừa nhận không thể bắn hạ đủ số tiêm kích Sukhoi để ngăn chặn Nga thả cả trăm quả bom lượn mỗi ngày, Ukraine đang thay đổi chiến thuật, đó là phá hủy các máy bay ném bom khi chúng ở trên mặt đất.
Tất nhiên, lực lượng phòng không Nga có thể bắn hạ các UAV của Ukraine. Tuy nhiên, hệ thống phòng không của Moscow cũng đang được dàn mỏng để bảo vệ các đơn vị trên tiền tuyến cùng hàng chục nhà máy lọc dầu và các nhà máy sản xuất vũ khí. Tướng lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Mark Helling từng nói rằng bạn không thể phòng thủ ở mọi nơi. Находимся в населенном пункте Ласточкино. Также продолжаем освобождать территории, обеспеченной территории Российской Федерации от фашистского киевского режима. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.